Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Vĩ. Hôm nay mình ghé qua cây mận, nhà em mình còn lại một ít mận nha các bạn. Trời nó mưa quá, em mình nó hái nó tặng bà con xung quanh hết trơn rồi. Bây giờ còn một ít anh xã mình anh xin để anh hái anh tặng hàng xóm. Hàng xóm thích ăn mấy trái mận này nè, bữa hôm thấy anh có đó xin đó. Cho nên hôm nay anh qua anh xin em mình để hái nha. Bây giờ hái đó, nhiều lắm. Nè, hái sáng lên ngon chưa? Đó, ở trong này, trong này giờ sợ hái, tối thui không thấy gì chưa? Có thấy không? Thấy sờ sờ, được, thấy được. Bạn em nhìn thử. Tối thui. Tại mặt trời nó xuống rồi. Tối thui mà. Thôi để mình cầm máy mình đưa lên cái trái cho rõ. Nè anh cầm rổ đi thấy đó mận. Đây nè, đi riêng về mới thấy nè. Hôm nay mình với anh xã mình đi hái mận các bạn đó. Xã mình hỗ trợ cho cái cầu thang để leo nè, em khỏi tầng một ít mưa ở dưới cái bóng cây này. Rồi lại tiếp tục hái mận tiếp các bạn nè đó. Trời mưa nè các bạn thấy không, thấy được không? Quá chừng mận luôn á, đó em mình hái thôi đó mà còn nhiều vậy đó. Cái trời mưa xuống là cái mận này nó thấm nước nha các bạn, cái nó rụng một cách là nó rụng không thương tiếc gì hết trơn, rụng đột đột vui không? Ngon chưa? Trái này nè các bạn thấy không? Mưa này nó nứt này. Anh hái phụ không? Anh hái phụ đi. Sao giữ được cái lạc cái kia không? Cái đoạn trèo kìa. Anh thích cái rổ đó. Nhưng mà nó đổ. Nhưng mà anh tém vô trong này nè, nó đâu có đổ đâu. Lấy cái zip thai zip lại. Coi. Trời mưa ướt đẫm. Anh xã mình bên kia y như chàng trai 18 tuổi, anh nhiều anh. 18 tuổi thôi, đi hái mận. Đó, từ nãy giờ mới thấy được trái mận rõ nha các bạn. Màu mận đẹp quá, mận ra trái. Để cho em hái. Anh hái mấy cái lát đá ở dưới này nè. Anh hái đi. Em quay anh. Anh ơi. Tại sao anh biết leo cây? Anh tự khỉ hả? Anh leo anh hái các bạn. Lên mình quay thử. Bà nội. Nè, cả đống cái này nó mưa là nhanh rụng lắm. Nó mưa ông Vĩ, gió xuống là rụng. Ông Vĩ cũng kêu còn sót lại cái này mà để tới ngày mai rụng hết trơn. Ừ đúng rồi, tại vì cái này nó thấm nước vô là nó. Đây nè, anh cứ chụm dưới nè. Hôm nay là anh Viễn hái mình quay. Trời ơi. Sao không đi cái gì vô tự nhiên đi mưa vậy về bệnh nhau. Bệnh sẵn rồi, mấy ngày nay bệnh quá trơn. Trời ơi. Hồi năm trước là nó rụng giống vậy nè, cái em đi em đạp. Anh ơi, tại sao anh hái trái cây nhìn anh đẹp trai quá vậy? anh có bí quyết nào mà anh trẻ măng vậy anh? Hả? Anh hái đi. Cho anh đi về kìa. Để em hái bên này phụ cho. Lạnh. Bên kia thì nó ngày mai là nó rơi hết hả tiền? Đúng rồi, tại vì cái mùa mấy năm trước em đã nói với chị đó, chỉ cần nó có mưa có gió là tự nhiên nó sẽ rụng nè. Hái về em để dành, ít bữa em nhúng sô cô la em ăn. Cho hàng xóm một ít. Nứt nứt ăn về vẫn ăn được, tại vì nó chín thôi chứ nó lạnh quá.
Ồ, chưa gì nó nứt hết trơn nè. Ừ rồi, như này thấm nước chín rồi. Nó phì lên rồi nó nứt. Wow, ngon quá, anh đổ vô đi. Em mới nói đấy, anh sợ nói anh chị hái được rồi. Chị hái quá chừng rồi, đến em hái em là anh gì rồi, còn dư chị hái. Tại hôm nay á, ông Vĩ ông đi ngang qua, ông kêu trời ơi còn nè. Xong hái chứ không thôi, để rộng ủng. Ở trên ngọn quá chừng luôn kìa. Em không phải là không sợ nó rộng, đang được chưa? Hai cái nước quên chứ một chút đâu. Thôi đi, bỏ đại trong đó đi rồi về lựa sau. Trời ơi, đứng đó mà lựa trên nước. Rồi nếu chiều nay không có anh, nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, đổ rồi nha các bạn. Sao anh còn đứng hái không nói một lời? Nói đi, nói đi. Đang hái gì? Không nói một lời. Có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Nếu tình đôi ta dở dang. Quá mưa. Mưa hắt hiu mưa. Để các bạn. Cái cây nào mà nó có cũng vướng anh mãi được á, cái nhắn á. Nó sắp chảy hết rồi. Sắp rơi rồi. Ngon chưa các bạn? Ngon chưa? Hôm nay hái trụi hết cây mận luôn nha các bạn. Oh, đây nữa nè, đây nữa nè. Đây nữa nè. Chân tụt xuống trúng luôn nha. Cầm xuống đổ đi rồi. Quá chừng luôn. Ông té. Đây đây. Mắc vô đây hả? Nó gãy sao ông nội? Rồi em dở thôi. Quá wow, trên này nè, quá chừng mận luôn nè các bạn. Muốn ăn quá, trời mưa. Muốn ăn quá các bạn. Trên này nè. Chứ chùm thấy đã không? Mê con mắt không? Đó, trời mưa ướt đẫm luôn. Bây giờ mận nó hường mà nó chín hường luôn rồi. Nó chín thẩm à, nó chín gì ta, gọi là gì quên rồi. Chín mùi, đúng rồi, nó chín mùi. Hãy đi cho đã tay các bạn ơi. Anh đứng đây dễ té quá. Nè các bạn, cành khô nè, cành khô đang cành khô mà trái quá chừng chừng. Ôi giời ơi. Nói chưa? No, không có suối. Em nói hái trước khi nó rụng mà. Em qua hái gỗ và em qua chỗ xá. Lấy nữa không nè. Quá chừng. Hái cho em bò đi. Nó còn như vô nhà lấy thêm kìa. Thôi. Nhà ba rổ. Dư rồi. Hẹn qua hái xỉu luôn hả? Hai vậy chặt. Wow, ngon chưa nè. Dĩa nó quay thật chưa? Dĩa gì? Trời, quá chừng mận ngân hái trong cơn mưa coi. Mưa. Mưa. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hát mưa. Hát nổi. Thèm quá các bạn, ăn trái đi. Hái mà ăn nó buồn lắm. Đây các bạn. Ngon quá. Hấp dẫn. Wow.
ở đây nữa nè, ở đây nữa nè anh ơi, nguyên một chùm bự nè các bạn ơi, may không quên cái chùm này, ngày mai nó rụng hết uổng chưa. Cái dưa lê chanh đó nó vàng đó em, ăn ngon hơn còn xanh luôn. Ăn thật, ừ. Nó chị không có lấy dưa, lấy hai trái thôi, không có lấy nhiều đâu, nhiều về nhà ăn có hết đâu. Wow, cái chùm này nhiều quá anh, giờ làm sao? Đứng cao lên té không? Cảm ơn chị đi ngay. Đi chơi đó hả? Đi cho chứ đi chơi gì đó. Ngon quá các bạn ơi. Phải nói nó đã thiệt đó nha. Nguyên một chùm bự trên này nó wow. Bự quá. Hơi khúc nha. Anh ơi, cái cành này mà cắt xuống được nè anh ơi. Muốn cắt cái cành này. Nó nhỏ. Hả? Nó nhỏ. Wow, đang đến đây các bạn. Bạn xem đã chưa? Đã con mắt chưa? Trời mưa hái mận đã. Cái này nè. Đây con mắt nha. Còn nữa không? Thôi anh. Mà em review mà. Anh nào sợ té. Thôi em hái lại đây, sợ té rồi. Thôi, được rồi đó các bạn. Ở chỗ kia một chùm nữa kìa. Chỗ kia nữa kìa, ngon chứ. Ngon quá. Đó. Mới hái xong rồi các bạn. Anh xã công nhận. Anh xã, anh hái nhanh dễ sợ luôn. Coi. Màu tím của mận đẹp đó các bạn. Nó sắp ra thành đen luôn rồi đó các bạn. Nhìn ngon chưa nè. Đó. Trái plum nha. Mận Mỹ tím. Đầy tràn rồi. Hấp dẫn chưa. Rồi. Anh xã đã hái xong. Chà cha. Bỏ anh bàn á, lạnh quá, bỏ anh bàn đi. Trời, bỏ trên bàn, đổ tất cả những cái mận vô. Wow, một cây mận nhỏ nhỏ thôi mà nhìn trái nhiều khó phải nói luôn các bạn. Mời các bạn ăn mận. Mình xã mình chỗ kia vẫn còn đứng hái các bạn. Mình để tất cả những rau củ quả nãy giờ mình hái xong nè. Đó, để trên cái bàn. Giờ mình đặt cái mấy cái phim đây, mình ngồi mình ăn vài trái rồi đi về nha. Đó, nhìn ngon hết mức nói luôn. Wow, hấp dẫn chưa? Một rổ mận Mỹ tím ngắt. Đây, cà chua. Đây các bạn ơi các bạn. Hôm nay thì đã hái được nguyên một mâm cà chua và dưa leo rồi đủ thứ dâu tây nè các bạn. Bên này một mâm cái gì đây, mận đó nè. Anh xã mình mới hái thêm mớ nữa nè, còn nhiều chưa, để bớt cho tiền ăn đi anh. Hả? Có trong đó rồi, có trong nhà rồi. Giờ sao dịnh lại đầy vung luôn. Đó, lạnh quá các bạn ơi, ăn một hai trái rồi mình đi về nha các bạn. Trời lạnh quá. Đây mời các bạn. Hôm nay nó ngọt hơn hôm qua hôm kia luôn. Mày ăn không? Ăn đi. Ngồi đây với em nè. Em lặng nói gì? Ngồi đây với em. Này. Đó, anh xã kìa các bạn. Ghê không?
Bữa nay tinh tế nghe bay, dám ôm em hả? Bị phạt đó ông nội. Ôm trên cao nè, đó. Ôm dưới bị phạt. Các bạn. Ngon quá. Ngon. Ngồi ăn cho hết đi rồi đứng ra. Xong rồi tải. Ngon. Thôi đi về các bạn ơi, lạnh quá. Trái chín mặn luôn á. Wow. Ngon hết sảy. Thì các bạn ơi, hôm nay á, mình hái rất nhiều rau củ quả mà cái mật này nè phải có cái gì chấm á, nó mới ngon chứ ăn không thì trái nào cũng như cái đó. Chắc ăn thêm trái nữa. Kết thúc video nha. Hết sảy luôn. Ngọt. Giờ sao ụt ụt cái máy. Xích. Mất cái mặt em rồi. Dở nó lên tí. Các bạn ơi, thì hôm nay mình đã hái rất là nhiều rau củ quả trong vườn. Thì mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe nha. Xin tạm biệt các bạn ở đây. Sao mà em bưng được hai rổ này vậy? Nặng lắm. Mạnh nó bẻ rổ liền. Chú hế vì. Vậy nè. Ồ, có máy xúc. Nữa. Wow. Rồi.